với giá là 25 cành nốt nhá. Bộ này size tầm 3 trên 30 cân, mẹ thì tầm dưới 40 cân mặc vừa. Xả nốt bộ này với giá là 25k nhá. Ai lấy bộ mẹ comment trên là bộ mẹ xả 25 thôi. Ai lấy bộ mẹ comment trên là bộ mẹ nhá, xả 25. Chấm 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 tương tác lên cho em nào, thả tim thả like lên cho em nào. Ngày hôm nay có gì xả được, có gì sale được em sale hết trong ngày hôm nay nhá các tình yêu ơi. Yếm chốt Hương Ly ạ, yếm chốt chị Bong Bong ạ. Xếp vịt trắng chốt chị Hoa Linh ạ, chốt Phạm Thanh Hoa và chốt chị Lê Quỳnh ạ. Các tình yêu ơi, nhìn rõ bài like của em không? Xem rõ không? Còn mấy cái đầm nữa xinh lắm. Em còn mấy cái đầm nữa xinh ơi là xinh, dễ thương cực kỳ. Đấy, nhìn là cưng xỉu, bộ này là cái đầm này luôn, xinh ơi là xinh này. Còn mấy cái nhá, em còn mấy cái thôi. Size bắt đầu ạ, size bắt đầu từ bao nhiêu nhỉ? Size bắt đầu tầm từ 14 cân cho đến size ạ, cho đến size tầm 23 24 cân mặc vừa cho em. Tặng nốt cái đầm này cho các tình yêu nhá. 15 cành nốt, ai lấy đầm 15 comment trên là đầm 15 nhá. Còn mấy cái đầm tặng nốt 15k. Đấy, ai lấy đầm 15 thì comment trên là đầm 15 này, còn mấy cái xả nốt 15 cành nhá. Mấy cái thôi xả nốt 15k. Ai lấy đầm 15 comment trên là đầm 15 xinh lắm, hai tầng đẹp dã man luôn cho em này. Đấy, ai lấy đầm comment trên là đầm nhá, xả tặng 15 cành. Mã hàng kèm cân và kèm số đi, bắt đầu em đi xả hàng cho tình yêu đây. Chấm 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 tương tác lên cho em nào, thả tim thả like nhiệt tình lên cho em nào. Đấy, còn gì ngày hôm nay em xả nốt, còn gì ngày hôm nay em sale nốt xả nốt cho các tình yêu ngày hôm nay nhá. Mẹ nào có bé trai tặng trước này, tặng trước 3 bộ cho cái tình yêu này, 85 cành một bộ. Ngày hôm nay tặng nơi trước cho các tình yêu 3 bộ bé trai siêu xinh này. Đấy, bé nhà em mặc bộ này nó không cởi ra, chất của nó đẹp, mát, sướng cực kỳ luôn cho em. Đấy, ngày hôm nay tặng luôn nhá. Một bộ em sale là 85 cành. Ngày hôm nay mẹ nào lấy 3 bộ sale cho các tình yêu là còn giá là 120 cành 3 bộ. Comment cho em cái này là tặng bé trai. Đấy, tặng bé trai kèm với cân nặng và kèm số cho em đi, tặng luôn 3 bộ cho các tình yêu với giá là 120 cành thôi. Đấy, mẹ nào có bé trai đừng bỏ qua mã này nhá. Đấy, 85 cành một bộ là giá shop nhá. Giá shop giá em sale rồi đấy. Thế nhưng ngày hôm nay mẹ nào có bé size từ 7 cho đến tầm 17 cân, tặng luôn 3 bộ với giá là 120. Con mình trên là 3 bộ 120 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Nói chung chất của nó thì lê tê mê luôn. Đấy, chất của nó lê tê mê luôn, sướng cực kỳ cho em nhá. Đấy, các tình yêu ơi, tình yêu có xem rõ like không? Mờ à. Đây, để em lau cái cam một tí. Đấy, ok nhá, đấy, này. Bé nha nó mặc cái bộ gấu ấy, nó thích cực kỳ luôn. Đấy, nó thích cực kỳ luôn. Xinh dã man, xinh xỉu luôn đấy. Này, cái quần của nó xinh lắm. 3 bộ nhá, xả 120. 3 bộ bé trai xả 120. Mẹ nào có bé từ 7 cho đến 17 cân, 15, 16 cân thôi. 16 cân thôi, đừng bỏ qua nhá. Tặng bé trai 120, 3 bộ bé trai tặng ạ, 120 cành. Đấy, ai lấy bé trai thì comment trên là bé trai. Tặng tiếp nhá các tình yêu ơi, xem còn gì xả nốt, còn gì sale nấy này. Em còn mấy cái quần bò ngố các tình yêu ạ. Quần bò... Ai biết, nói cái gì chẳng nghe. Con đây. Ui, gọi vào anh Thanh nhá, con đang like. Em chỉ vẫn nghe, em chẳng nghe cái gì. Các tình yêu ơi, em còn ạ, à, em còn nhá, em còn cái nào, em còn nhá. 120 cành 3 bộ đây, các tình yêu ơi, đây, vào sau chưa xem được à. Đây, 120 cành 3 bộ bé trai, xinh dã man, xinh xỉu luôn ấy. 3 bộ bé trai ngày hôm nay xả có 120 cành thôi. Size bắt đầu từ 7 cân cho đến tầm 15, 16 cân mặc vừa cho em nhá. Chất của nó thì phải gọi là siêu mát luôn ấy. Sướng cực kỳ, con nhà em mặc bộ này nó không chịu cởi ra là các tình yêu biết rồi. Không chịu cởi ra, cái họa tiết của nó đẹp. Đấy, có họa tiết của nó đẹp và cái chất của nó mát nữa. Bình thường á, hàng rẻ bao giờ cái cặp chun của nó cũng nhỏ xíu à. Đấy, nó nhỏ xíu à. Đấy, những cặp chun bản to này. Đấy, đẹp chưa? Chất của nó thì cực kỳ mát luôn cho em. Xinh xỉu, xinh dã man luôn cho em nhá. 3 bộ em xả cho cái tình yêu có 120 cành thôi. Đấy, mẹ nào có bé trai tranh thủ cho em này. Mẹ nào có bé trai tranh thủ vật ngay mã này cho em 3 bộ xả 120 cành. Đấy, còn bây giờ tặng tiếp đến bò ngố. Bò ngố hôm nay em còn size dưới 20 cân thôi, được chưa? Bộ 120 cành 3 bộ là chất cốt tông hết, 100% cốt tông, mặc mát, sướng rười rượi cho em. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thử hàng, giặt cả hàng đi. Đấy, ưng thì ưng với giá anh chẳng tiền, được chưa? Đấy, ngày hôm nay còn mấy cái quần bò ngố nhá. Hôm nay còn mấy cái quần bò ngố thôi, cũng xả tặng nốt này. Quần bò ngố thật sự là shop em bây giờ tiệt chủng rồi. Đấy, bây giờ shop em bây giờ là tiệt chủng rồi các tình yêu ạ. Hết mùa rồi, không về thêm một cái quần bò ngố nào từ bây giờ đến cuối năm, không về thêm một quần bò ngố nào nữa. Đấy, và ngày hôm nay shop ra theo tầm được tầm 20 cái quần bò ngố size dưới 20 cân. Tặng nốt cho các tình yêu nhá. Tặng nốt cho các tình yêu nhá. 75 cành một cái quần bò ngố, 75 cành một cái quần bò ngố. Quần bò ngố tất cả bên em đều là quần bò thật như thế này, có túi hộp như thế này, xinh xỉu và đẹp như thế này cho em nhá. Đấy, nhận về tay kiểm tra hàng thoải mái cho em này, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái, giặt thử, mặc thử một tháng đi, không đẹp trả lại cho em, ok em vẫn nhận lại nhá.
Đấy, đẹp chưa? Bộ xanh cốm đằng sau, tất cả các bộ phía sau em có like. Các tình yêu chờ em một xíu. Muốn lên cân nặng bao nhiêu? Muốn lên ạ, giới tính bé trai, bé gái, các tình yêu comment cho em nhá. À, chị ơi lên áo ba lỗ, em có bộ ba lỗ tím em lên cho rẻ lắm, cũng mấy chục cành một bộ thôi, mấy chục cành một bộ thôi, đẹp lắm. Đấy, và bò ngố ngày hôm nay nhá, còn size dưới 20 cân em xả cho các tình yêu 75k một cái. Còn bò ngố này mặc với áo sơ mi cũng đẹp, mặc với áo phông cũng đẹp, mặc đi học, mặc đi chơi, mặc đi chụp ảnh, mà ông sang ông bà nội sang ông bà ngoại phối hợp được đi tất cả các nơi, mặc quần bò ngố này đều đẹp nhá. Tất cả quần bò ngố nhà em đều là quần bò ngố thật nhá, đẹp dã man. Em nói thật, đối với cái giá 75k các tình yêu chỉ có thể là mua được cái quần chip đẹp thôi. Thế nhưng mà ngày hôm nay Sunline của em có tình yêu mua được cả cái quần bò xịn như thế này cho bé mặc đi học. Đấy, mặc đi chơi, đấy, đẹp chưa? Quần bò này, quần bò chất vải rất là mềm nhá, mềm mại, thoải mái cho em, cực kỳ đẹp cho em nhá. Đấy, ngày hôm nay xả tặng cho các tình yêu ạ, quần bò này với giá là 75 cành và size chỉ có size dưới 20 cân nhá, không có size to hơn. Đấy, tặng nốt nhá, cái này là giá tặng nhá các tình yêu nhá. Tình yêu nào đã phải mua quần bò này với giá cao hơn rồi thì chúng ta cũng không ghen tị. Đấy, được không ạ? Đấy, chúng ta cũng không ghen tị nhá, tại vì ngày hôm nay còn ít thôi mà. Còn có mấy cái thôi, lên tặng nốt đấy, tặng nốt cho các tình yêu là 75 cành một cái quần bò ngố. Comment cho em là bò ngố 75 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em 75 cành một cái quần bò ngố thôi. Chất của nó phải gọi là siêu siêu đẹp. Đối với, nói chung là em nói thật với các tình yêu, quần bò nhà em bán có tiếng rồi. Các tình yêu ra ngoài ạ, ra ngoài nói chuyện với mọi người, bảo hỏi mua quần ở đâu, bảo mua quần ở shop Trần Thúy là auto yên tâm, người người yên tâm, nhà nhà yên tâm các tình yêu nhá. Đấy, được chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Quần bò ngố nhá, qua mẫu bò ngố nhá. Tình yêu nào chưa chốt được bò ngố comment trên là bò ngố 75 nhá. Ngày hôm nay size dưới 20 cân tặng có 75 cành thôi. Đấy, mẹ nào chốt bò ngố thì chốt ngay cho em. Ba bộ chốt Phạm Thu Trang ạ, à, chốt chị Hà Tiêu và chốt chị Trần Dư ạ. À. Đấy, ba bộ đẹp lắm, ba bộ đẹp lắm. Ngày hôm nay lên quần bò dài cho các tình yêu đi học nhá. Lên quần bò dài cho các bé đi học nhá các tình yêu nhá. Đừng để ngày, các tình yêu ơi, đừng để ngày mai con đi học mới bắt đầu mua quần. Đừng để ngày mai con vào lớp rồi mới bắt đầu là xốn xáo. Tối hôm đấy hai vợ chồng mới dẫn nhau đi mua quần bò cho con các tình yêu ạ. Đến lúc đấy quần bò nó vừa đắt này, chất nó xấu này, và giá nào chúng ta cũng phải mua, đúng không? Đấy, đắt phải mua, xấu cũng phải mua, nhiều khi ạ, chất lượng nó không tốt chúng ta cũng phải mua, tại vì ngày mai con đi học rồi, làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu, đúng không? Đấy, ngày hôm nay em tặng quần bò cho các tình yêu đi học, bắt đầu từ size 20 cân mặc vừa cho đến size ngày hôm nay, chốt một phát cho đến size to đùng, 38 cân mặc vừa quần bò ngày hôm nay cho nó sướng, được chưa? Từ 20 nhá cho đến 38 cân ngày hôm nay em tặng quần bò này cho các tình yêu. Ừ ok, các tình yêu cầm 180-200 cành ra ngoài thị trường lúc nào cũng mua được quần bò. Thế nhưng vẫn là cái chất lượng quần bò của 180-200 các tình yêu mua ngoài shop. Ngày hôm nay thả tim cho em một phát, like bài like cho em một cái và quay ra chia sẻ một bài like phát nữa, tặng cho các tình yêu quần bò khói này với giá 99 cành, được không? Rẻ quá, giật mình không? 99 cành của quần bò. Đấy, chất của nó thì em nói thật với các tình yêu, không thể chê vào đâu được này. Nó em co kéo này, cái sức của em mà em co kéo như cao su non, sướng cực kỳ, sướng dã man như thế này các tình yêu nhá. Ngày hôm nay xả tặng cho các tình yêu với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 99 cành của quần bò khói này thôi, đẹp dã man này. Bất chấp mông to bụng bự đến đâu nhá, quần bò bên tất cả đều là quần bò khói như thế này. Đấy, cái màu khói của nó này, các tình yêu thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Nhìn có rõ không? Nhìn nó đẹp dã man ở ngoài ấy. Con nhà em có mặc rồi, các tình yêu có thể vào trang nhà em. Các tình yêu lướt xuống, các tình yêu nhìn thấy con nhà em mặc quần bò này. Đảm bảo với các tình yêu nhìn thấy mẫu mặc chạy quảng cáo vào ạ. 200 cành mỗi quần bò này các tình yêu cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua, chứ không phải là ngày hôm nay em xả 99k đâu. Comment đúng cú pháp cho em là bò khói 99 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. Duy nhất trong live này em xả cho các tình yêu quần bò khói với giá 99 cành mà có size to đến size tặn ạ. Đến size tặn 38 cân lận nhá. Chất siêu sướng các tình yêu ạ. Cái độ co giãn, cái độ nảy của nó như cao su non luôn. Đấy, co giãn cực kỳ tốt. Và đặc biệt này, đường kim mũi chỉ của nó thì không thể chê vào đâu được. Riêng đối với quần bò nhà em, đường kim mũi chỉ của nó thì không thể chê vào đâu được. Đây. Đây, đường kia mũi chỉ rồi là những cái đường ạ, đường đối xứng hai bên này, phê chưa? Nhìn phê dã man chưa? Đấy, đồng tiền đi trước luôn luôn là đồng tiền khôn. Đấy, các tình yêu thấy chưa? Quần bò đẹp chưa? Dã man chưa? Tất cả họa tiết của nó đều là được đánh khói như thế này nhá, đẹp dã man. Ở đây chắc chắn là đã có tình yêu ạ, đã mua được quần bò khói như quần bò ngố ấy, của nhà em vào tầm mấy tháng trước rồi. Chất của nó đẹp như thế nào? Thì chất của cái quần bò dài này của nó đẹp như thế và nó còn đẹp hơn thế các tình yêu ạ. Này, cái độ co giãn, cái độ co kéo của nó này.
Đối với các dòng khác thì em không khuyên, nhưng mà riêng đối với dòng quần bò thì em nên khuyên. Mỗi mẹ nên có từ 2 cho đến 3 cái để các bé mặc thay đổi, chất của nó đẹp lắm. Nói chung quần bò khói nhà em thì chất không thể chê vào đâu được. Mẹ nào ngày hôm nay xem like của em không chốt quần bò khói thì cực kỳ tiếc nhá. Đấy, chốt ngay bò khói cho bé đi học với giá 99 cành mỗi quần bò khói thôi. Đấy, chốt bò khói nhá. Bò khói 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Đẹp chưa? Đấy. Size to này. Size to này nhìn nó mê chưa? Sờ cái chất của nó mềm sướng cực kỳ luôn cho em. Đấy. Mềm sướng cực kỳ luôn cho em. Mặc cực kỳ thích nhá. Đấy, cái chất của nó có giãn đẹp chưa này. Đó. Sao? Có máy đâu, máy kia bên táo xanh đã trả đâu. Quần bò khói nhá, xả 99 cả. Ai lấy bò khói comment cho em là bò khói 99 nhá. Kèm cân và kèm số cho em. Bò khói cho chị Khánh Linh ạ. Bò khói kèm với cân nặng và kèm số cho em nhá. Em còn mấy cái quần bò xanh em xả tặng này. Quần bò xanh này là em tặng nhá. Quần bò xanh này là em tặng nhá, size từ 17 cân. Từ 17 cân bắt đầu mặc được cho đến size bao cân nhỉ? Ngày hôm nay các còn đến tầm 23 cân. Còn đến tầm 23 cân thôi. Ngày hôm nay quần bò xanh này để tặng nhá các tình yêu nhá. Đấy, nói chung là ngày hôm nay nếu mà để tặng ấy thì ngày hôm nay em chỉ tặng với tình yêu là 85 cành một cái quần bò xanh này thôi. Em nói thật là đối với cái đầm cầm ạ, 85 cành ra ngoài thị trường đúng là chỉ mua được một cái quần chip đẹp thôi đúng không? Thế nhưng ngày hôm nay em tặng cho tình yêu quần bò xanh này với giá là 85 cành. Từ 17 cho đến 23 cân vì còn ít size ấy, nên tặng nốt, vì còn lẻ một ít thôi nên tặng nốt tầm 20 cái nên tặng nốt nhá. Comment cho em đúng cú pháp là gì ạ? Comment cho em đúng cú pháp là bò xanh 85 nhá. Mình nhớ là phải có số 85 vào. Để lúc nhân viên gọi điện chốt đơn và hôm nay em sale 85 cành cái quần bò xanh nhá. Bò xanh 85 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. 85 cành nhá, từ 17 cho đến size tầm 20, 23 cân, hết size to rồi. Hết size to rồi em mới tặng, nói thật nếu mà còn size to giờ này thì còn lâu mới tặng. Đấy. Đấy, nói nghiêm túc là như thế, còn size to còn lâu mới tặng. Thế nhưng mà ngày hôm nay chỉ còn 17 cho đến 23 cân, thế nên tặng nốt cho tình yêu với giá là 85 cành một cái quần bò xanh. Còn mình trên là bò xanh 85 kèm cân nặng và kèm số cho em. Chất của nó thì lê tê mê luôn, chất của nó phê cực kỳ luôn cho em. Đấy. Tất cả đều là quần bò thật các tình yêu nhá. Đấy, quần bò thật nhá. Đấy, đánh bạc phía trên, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, ai chốt bò xanh thì comment cho em là bò xanh nhá. Bò xanh ngày hôm nay xả nốt cho tình yêu còn với giá là 85 cành. Ai lấy bò xanh 85 comment cho em là bò xanh 85. Bò khói cho chị Cấn Trương Đặng ạ. Em còn mấy bộ này, còn mấy bộ số Hàn Quốc này đẹp quá. Ôi trời ơi, chết rồi. Ai ghi một cái này, đừng ghi vào. Còn mấy bộ số Hàn đẹp dã man các tình yêu ạ. Bộ này con nhà em mặc lên ấy, nhìn nó như dài Hàn Quốc ấy, đẹp dã man. Bộ này em còn chắc là còn mấy bộ gì đấy thôi. Còn mấy bộ gì đấy size tầm từ 10 mấy cân nhỉ? Size tầm từ 17 cân cho đến tầm 24 cân mặc vừa bộ số Hàn này nhá. Riêng đối với cái bộ số Hàn thì em nói thật là với tình yêu là bộ này em đã từng xả bản thân em nhá, từng shop em ấy từng like xả bộ này rồi với giá là 135k. Ngày hôm nay vì còn mấy bộ tôi xả nốt bộ này cho các tình yêu. Chắc là còn một di size từ 17 cân cho đến size tầm 24 cân gì đấy. Tặng nốt bộ này cho các tình yêu với giá là 79 cành. Comment trên là cam 79 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Xả nốt bộ cam này với giá là 79 cành thôi. Đấy, comment trên là cam nhá, xả 79k. Đấy, 17 cho đến tầm 24 cân mặc vừa. Cam 79 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Đấy, chất này, đấy, cái túi quần của nó này. Đấy, mặc lên dáng Hàn đẹp cực kỳ, về cái áo của nó này, dáng Hàn đẹp dã man luôn. Đấy. Ai chốt bộ cam này comment trên là cam nhé, xả 79k. Ai chốt cam comment trên là cam xả 79 thôi. Chất đẹp lắm. Còn mấy bộ đen này nó riêng cái quần mì không như này. Riêng một cái quần mì không như thế này nhá. Đấy, em xả tầm 100 cành một cái quần các tình yêu cũng mua vội. Thế nhưng ngày hôm nay cả bộ nhá, size từ 17 cho đến 23 cân, cả bộ gấu xinh xỉu như thế này. Xả nốt cho các tình yêu bộ này với giá là gì ạ? Xả nốt bộ này cho các tình yêu với giá là 85k. Comment cho em là đen 85 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Còn mấy bộ đen xả nốt 85k. Ai lấy đen comment cho em là đen nhé. Đen xả 85. Ai lấy đen comment đen cho em. Đen xả 85k. Bò xanh chất Đào Thị Sen. Đẹp lắm ấy. Nói chung là bộ đá ngày hôm nay tặng bộ đá cho các tình yêu này. Chất mát cực kỳ luôn. Và cái hình ấy, hình ở đây tất cả đây của nó là đá nhé. Tất cả đây của nó là đá nhé. Đẹp lắm. Xinh dã man bộ này. Ngày hôm nay còn vài bộ thôi. Ai lấy màu đen thì comment đen, ai lấy màu trắng thì comment trắng.
bộ đá đen, bộ hoặc đá trắng nhé. Ngày hôm nay cả bộ này size từ 18 cho đến size tầm 32 cân. Đấy, từ 18 cho đến tầm 32 cân mặc vừa. Tặng nốt bộ này cho các tình yêu với giá là gì ạ? Với giá là gì ạ? Với giá là 115 cảnh nốt. Đấy, ai lấy bộ đá đen ạ thì comment đá đen, ai lấy đá trắng thì comment đá trắng cho em. Bò khói đang sale có 99 cảnh thôi chị Hoàng Quyên ơi. Đấy, xinh dã man bộ này luôn. Đấy, ai chốt bộ đá đen, bộ đá đen thì comment đá đen, ai lấy đá trắng thì comment đá trắng. Đá bắt sáng nha, đẹp dã man, đá bắt sáng nha, đẹp dã man. Ai chốt bộ đá comment trên là đá đen hoặc đá trắng kèm cân nặng và kèm số. Ok. Ok, bộ chữ xanh đây. Bộ chữ xanh thì là siêu phẩm với nhà em rồi. Bộ chữ xanh thì nó là siêu phẩm với nhà em rồi các tình yêu ạ. Đấy, bé nhà em hôm qua nó xem, nó bảo là ui tí nó phải xuống đòi mẹ ngay bộ này. Chất của nó đẹp, form của nó đẹp. Và đặc biệt là đối với cái size từ 28 cân đổ lên cho đến size 50 cân như thế này, cực kỳ khó mua nhá. Đấy, cực kỳ khó mua luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ khó mua. Hai bên của nó là hai túi hộp này, siêu đẹp, siêu xinh cho em nhá. Siêu đẹp, siêu xinh cho em phía trước của nó này. Cái phần chữ của nó này. Đấy, cái phần chữ của nó này, đẹp chưa? Đấy, mặc lên dáng Hàn Quốc siêu đẹp cho em. Thật sự bộ này, bộ này hết đức chấm. Bộ này mà không đẹp thì không có bộ nào xuất sắc hơn cái bộ này cả. Và đặc biệt là cái màu xanh coban như thế này thì 10 bé xem like thì 11 bé đều thích cái màu này. Đấy, mặc lên nó giống kiểu Hàn Quốc, mặc lên nó kiểu chất chất chơi chơi, mặc đi học, mặc đi chơi. Đấy, mặc đi đâu bộ này cũng xinh. Đấy, mặc lên nó rất chất chơi, nó rất là đẹp. Ngày hôm nay xả cho các tình yêu bộ này còn với mức giá là 145k. Comment trên là chữ xanh 145 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số trên. Xả bộ này còn với giá là 145 cành thôi. Size bắt đầu từ 28 cân cho đến size 48 cân, thậm chí là 50 cân vẫn mặc được bộ này cho em. Chất của nó siêu đẹp, chất của nó nhận về tay siêu sướng luôn cho em nhá. Chất của nó thì không thể chê vào đâu được rồi. Đấy, phần cả phần túi của nó nhá. Hai túi ở đây là túi thật này, hai túi hai bên, hai túi hộp nhá, siêu thích cho em nhá. Từ đường kim cho đến mũi chỉ rồi đây. Đấy, cái phần chạy viền của nó ở cổ đây các tình yêu, cái đường chạy viền của nó ở cổ đây. Tất cả hàng xịn, cái đường chạy viền ở cổ của nó đều rất là nét như thế này cho em nhá. Đấy, ngày hôm nay dị bộ xanh này xả các tình yêu còn với giá là 145 cành một bộ thôi. Đối với giá size to như thế này các tình yêu mua rất khó đúng không? Đối với size to này mua rất khó. À, không có đồ đẹp này, đấy, nhiều mẫu mình lại không ưng. Đối với những bộ bởi nhìn lại nhìn nó đơn giản nhưng mà chất như thế này không phải là chúng nào chúng ta cũng mua được. Nhiều khi có tiền muốn tìm những bộ chất chất như thế này cũng không có để mua đâu. Đấy, tranh thủ ngày hôm nay em sale còn với mức giá là 145 cành bộ này thôi. Comment trên là chữ xanh 145 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. Bộ này ngày hôm nay xả cho tình yêu còn với giá là 145 cành. Chữ xanh 145 kèm cân nặng và kèm số cho em nhé. Chất của nó phải gọi trên cả tuyệt vời. Thật sự là siêu phẩm đấy. Trên cả tuyệt vời bộ này của em. Đẹp dã man. Đẹp chưa? Bỏ khói chốt chị Hoàng Quyên ạ. Bộ xanh chốt chị Thiết Đạt ạ. Nói chung bộ xanh này đẹp dã man. Bộ xanh này mà không đẹp thì không bộ nào đẹp hơn cái bộ xanh này. Đấy là em nói thật, em nói chân tình. Ok chị Khang Nguyễn ạ. Em còn mấy bộ này nữa. Còn một di bộ này. Còn một di bộ này, chất của nó thì không thể chê vào đâu được. Cái bộ này nhá, bộ này nhá. Hàng xịn nhá các tình yêu nhá, nhìn cái quần của nó này. Nhìn cái quần của nó này đẹp dã man, bé gái 30 cân em có. Đấy, phía sau của nó này, phía đằng sau của nó này. Hình con đại bàng nhá. Đấy, dát vàng này đẹp chưa? Đấy, ưng chưa? Đằng trước này. Bộ này ạ, bộ này là màu xanh bơ hay là màu xanh cốm. Đấy, màu xanh bơ hay là gọi là màu xanh cốm, đẹp dã man cho em bộ này. Bộ này con nhà em mặc đẹp đã, đẹp đẹp kinh khủng khiếp. Bộ này em nổ inbox mà. Nổ inbox bộ này và sót bây giờ sót ra duy nhất một size. Size từ 28 cho đến 48 cân. Tặng bộ này cho các tình yêu nhá. Đấy, 288 cành, bộ này là rẻ rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay tặng bộ này lốt cho các tình yêu là còn 99k. Comment cho em là bộ này là xanh 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Bộ xanh nhá, ngày hôm nay xả 99k. Nói chung là nếu mà bộ này không đẹp ngày mai ạ, ngày mai nhá các tình yêu chốt được bộ này xong bảo là em ơi bộ xanh em chợ em xả 99k không đẹp. Đến lúc đấy em sẵn sàng em nghỉ like, không đứng đây like cho các tình yêu xem nữa được không? Đấy, lúc đấy không bán hàng nữa các tình yêu nhá. Yên tâm là bộ này cực kỳ đẹp, chất của nó cực kỳ sướng, riêng một cái áo lẻ không này. Riêng một cái áo lẻ không mà để chất đẹp như này không bao giờ có chuyện là mua dưới 180 cành. Ngày hôm nay xả cả bộ luôn cho các tình yêu từ 28 cân bắt đầu mặc được.
cho đến size 48 cân, thậm chí là 50 cân mà bé không cao quá mặc bộ này ok cho em. Còn 5 bộ tôi không còn nhiều, chốt đúng 5 đơn thôi nhá. Đúng 5 đơn thôi, đúng 5 đơn trên bàn không còn nhiều. Xả nốt 99 cành bộ này. Comment cho em là xanh 99 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. Xả bộ xanh này cho các video còn với giá là 99 cành thôi. Chất của nó thì siêu mê. Bộ xanh này thì không có 22 cân tình yêu ạ. Bộ xanh này em có từ 28 cân cho đến size tầm 48 thậm chí là 50 cân nhá. Đây cái tình yêu túi quần của nó này. Đấy cái con đại bàng của nó ở đây này. Đấy con đại bàng của nó gấu ấy, đẹp dã man. Thật sự bộ xanh này hết nước chấm bộ xanh này. Ai chốt bộ xanh 99 thì comment cho em là xanh 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em nhé. 5 bộ còn đúng 5 bộ xanh. Đấy, ai chốt xanh comment cho em là xanh còn đúng 5 bộ thôi. Xanh 99 22 cân không vừa nhé. Chị Hoa Nguyễn có một cái đơn hàng là rất là nhiều nhưng mà không cặp của bên em thì đơn này chị đồng ý cọc thì bảo ok giúp em nhé. Đấy, tất cả các đơn hàng từ 500k trở lên bắt buộc bên này phải cọc, cọc tối thiểu cho em là 50k thôi. Thật sự là em không lấy uy tín của shop để đi lấy 50k có tình yêu đâu. Đấy, nên các tình yêu yên tâm. Cọc thì bên em sẽ trừ vào đơn hàng cho các tình yêu. Đấy, còn tất cả mua ở đâu cũng thế thôi, mua ở shop nào cũng thế, đơn hàng nhiều bắt buộc là phải cọc. Còn nếu mà không cọc, xác định là không cọc được thì các tình yêu có thể là mua ít thôi. Mua dưới 500k thôi, bên ship code bình thường không sao cả, ship code bình thường. Đến ạ, đến kiểm tra hàng, nhận hàng thoải mái đúng không? Đây còn mấy bộ xanh ba lỗ này nữa, còn mấy bộ xanh ba lỗ này nữa. Size cũng từ 28 cân bắt đầu mặc vừa cho đến 48 cân, thậm chí là 50 cân mặc được cho em nhá. Đấy còn mấy bộ xanh ba lỗ này nữa. Mấy bộ xanh ba lỗ này em cũng xả nốt cho các tình yêu này, chất của nó siêu mát cũng xả nốt này. 99k, comment cho em là xanh ba lỗ 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Bộ này nhớ ghi là ba lỗ vào cho em nhé, để tránh trường hợp là bị nhầm với cái bộ xanh 99 vừa nãy nhá. Tại vì hai mã đều là màu xanh. Đấy nhưng mà một bộ xanh 99 vừa nãy là bộ xanh cộc tay, chúng ta coi comment là xanh. Còn bộ xanh này các chị comment cho em là xanh ba lỗ nhá. Xanh ba lỗ này cũng xả nốt cho các tình yêu với giá là 99 cành. Chất của cái bộ này em nói thật với các tình yêu là nó phải trên của đỉnh các tình yêu ạ. Mát dã man, mát rười rượi cho em mà nó không hẳn là ba lỗ khoét sâu ở bên trong đâu. Ba lỗ của nó vừa phải như thế này này. Mặc nó mát, nó thoáng. Con nhà em nó mặc xong rồi nó đứng nó chụp ảnh, nó để tay ở đây này, hai bắp tay của nó to lên, nhìn nó khỏe mạnh mà nhìn nó manly cực kỳ luôn. Đấy, em rất là thích cái bộ này. Tình yêu nào chốt bộ xanh ba lỗ thì comment trên là xanh ba lỗ nhá. Bộ xanh ba lỗ này ngày hôm nay xả cũng còn có 99 cành thôi. Đấy, ai chốt xanh ba lỗ thì comment trên là xanh ba lỗ 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em này. Xanh chốt cấn trương đặng ạ. Em hết 45 cân rồi nhé chị con Lâm Dương. Hết rồi, hết 45 cân rồi. À có một bộ 45 cân thôi thì phải. Ừ đấy, hết mất size rồi, có còn đâu. Hết sạch rồi, bộ đấy hết sạch rồi, chả còn nữa. Hết rồi, đây xem còn. À, cái vừa là cái lô này không được lô xuống like đâu. Hả? Cái lô này nó không chứ mới để cho cái nó không được lấy xuống like. Ừ. Thì tụ tạm gì lấy game ấy chứ. Xanh ba lỗ không có 20 cân chứ. Xanh ba lỗ thì em lại có size từ 28 cân đủ lên cho đến size cho đến size 50 cân. Đấy. Ai lấy xanh ba lỗ và còn một màu ghi đá. Màu ghi đá là cái màu quốc dân. Bao giờ về cái màu ghi đá này cũng hết trước. Em cũng không hiểu là tại sao, chắc là tại vì cái màu đá này nó đẹp và các bé trai rất là ưa cái màu đá này. Ngày hôm nay còn ít bộ màu đá này cũng cho xả nốt cái tình yêu 99k nhá. Comment cho em là bộ đá 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Còn mấy bộ đá này cũng xả nốt 99 cạnh. Ai lấy đá comment cho em là bộ đá nhá. Bộ đá xả 99k. Đây cái bộ này. Bộ này thì mẫu nhà em là bé trai mặc. Thế nhưng mà thật ra là bé trai bé gái đều mặc được cái màu xanh bơ này. Bé trai bé gái đều mặc được cái màu xanh bơ này. Mẫu nhà em là mẫu bé trai mặc nhá. Mẫu nhà em là mẫu bé trai mặc đấy. Nhưng bé trai bé gái mặc bộ này đều xinh, bộ này đều đẹp. Cái màu xanh bơ này năm nay nó cực kỳ hot và cái hình con gấu á. Và cái hình con gấu này, cái hình con gấu này năm nay ạ, nó siêu của hot luôn ấy. Ngày hôm nay bộ xanh gấu này em cũng có size, bộ xanh bơ này em cũng có size từ 28 cho đến tầm 48 cân. Cũng xả nốt bộ xanh bơ này cho các tình yêu với giá là 99k. Bộ này comment cho em là xanh bơ 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em nhá. Úi cái màu xanh bơ này mặc lên nó sáng, màu xanh bơ gọi là màu xanh phản quang ấy, thỉnh thoảng hay em hay gọi màu xanh này là xanh phản quang. Mặc lên nó trắng và mặc lên nó chất cực kỳ đối với những cái màu lạ lạ mắt như thế này nhá. Comment cho em bộ này là xanh bơ nhá. Xanh bơ nhá. Xanh bơ 99 kèm cân nặng và kèm số cho em, shop mấy bộ xanh bơ xả nốt. Đấy ngày hôm nay còn gì ạ? Rẻ còn gì rẻ em xả hết các tình yêu ạ. Em xem còn là 3 bộ rêu. Còn 3 bộ rêu nó chất thông hơi mát rượi rượi cho em. 3 bộ rêu chất thông hơi mát rượi rượi cho em như thế này. Đây các tình yêu này.
Riêng cái áo không này mua tầm 150 một cái là ok rồi, mua được rồi nhá. Ok mua được rồi, ok mua được rồi. Chất của nó là chất thông hơi, cái lỗ thông hơi của nó li ti này. Mặc lên mát dã man. Còn 3 bộ thôi, còn 3 bộ duy nhất. Size tủ ạ, size từ bao nhiêu cân này? Size tủ ạ, size từ 25 cân. 25 cân cho đến size tầm 35 cân mặc vừa, 3 bộ duy nhất thôi. Xả nốt bộ này ạ, xả nốt bộ này 95 cành. Comment trên là rêu 95 cho em nhá, rêu 95 nhá. Này cái quần của nó này, chất của nó này mê lắm ấy. Túi quần này, đẹp dã man luôn cho em bộ này. Còn 3 bộ rêu thôi, 25 cho đến 35 cân. Xả nốt bộ rêu là 95 cành. Ai lấy rêu 95 thì comment trên là rêu 95. Còn đúng 3 bộ nhá, còn đúng 3 bộ nhá. Cái màu này mặc lên ạ, mặc lên nó cực kỳ đẹp luôn. Cái màu rêu này mặc lên nó sáng da. Và cái màu rêu này mặc lên ạ, mặc lên nhìn nó rất là chất chơi nhá. 3 bộ rêu cuối cùng xả nốt 95 cành. Ai chốt rêu comment trên là rêu nhá, rêu xả 95. Mã hàng kèm cân và kèm số cho em đi. Còn mấy bộ đỏ này cũng xả tặng nốt này. Còn mấy bộ đỏ cũng xả tặng nốt. Nhìn cái quần của nó đẹp chưa, nhìn cái quần của nó ưng chưa. Đấy, còn nhìn cái quần của nó ưng dã man luôn cho em. Hai bên hai cái túi nhá, hai bên của túi nhá, đẹp dã man cho em. Nhìn cái quần của nó ưng chưa này, quần của nó nhìn chất dã man. Còn một di đỏ này nữa, còn một di đỏ này nữa thôi. Size từ 25 cho đến 35 cân mặc vừa bộ đỏ này. Ngày hôm nay xả nốt bộ đỏ này cho các tình yêu với giá là 89 cành. Comment trên là đỏ 89, xả nốt 89 cành bộ này. Nói chung là bộ này em xả quá rẻ luôn. Đấy, bà Thúy mà bà xem mà bà biết em xả bộ này 89 cành bà chửi cho. Tại vì chất của nó đẹp như này mà tại nhưng mà tại vì sót mấy bộ thì em thôi coi như là em xả nốt. Coi như em xả nốt, chất của nó sướng cực kỳ luôn cho em. Cái hình chữ của nó là hình in nhiệt nhá, không sợ bị bong, không sợ bị chóc, thoải mái cho em nhá. Đấy, cái tay áo của nó cũng phối màu trắng này, cái quần của nó cũng phối trắng này. Đấy, mặc lên nó chất cực kỳ bộ này. Đấy, bộ này ăn chơi lắm. Đấy, ngày hôm nay xả nốt nhá. Xả nốt bộ đỏ này cho các tình yêu với giá là 89k. Size từ 25 cho đến 35 cân nhá. 25 cho đến 35 cân mặc vừa. Comment cho em là đỏ nhá. Comment trên là đỏ nhá. Bộ đỏ này xả nốt 89 cành. Ai lấy đỏ 89 comment trên là đỏ 89 kèm cân nặng và kèm số cho em. Còn sót duy nhất một bộ vàng trên 40 cân. Đấy, mẹ nào có xe bé 45 cân thì chốt ngay bộ này, trên 40 cân mới mặc được nhá. Sót duy nhất một bộ vàng, đấy vàng dáng thể thao siêu đẹp. Một bộ thôi, không có bộ thứ hai. Xả bộ này cho các tình yêu 99k nốt. Ai lấy vàng 99 comment trên là vàng 99. Cái dáng thể thao như này em rất là thích. Em cũng có một bộ kiểu thể thao như này này. Mặc đi ạ, mặc đi ra ngoài hoặc là mặc đi ạ, thể thao buổi tối ấy, mặc rất là thích và mặc rất là đẹp luôn. Đấy, còn một bộ size trên 40 cân nhá, đằng trước này, đằng sau này đẹp chưa? Đấy, còn một bộ thôi, xả nốt bộ này ạ, 99k. Ai lấy vàng 99 thì comment trên là vàng 99 nhá. Sót duy nhất một bộ vàng 99. Đây còn mấy cái đầm xả nốt nhá. Còn mấy cái đầm xả nốt đây. Còn mấy cái đầm xả nốt cho các tình yêu đây, mấy cái đầm này. Đầm này tầm hơn 200 và shop cũng mua nhá. Hơn 200 và shop cũng mua, cổ của nó là cổ hai lớp như thế này này. Đấy, hơn 200 và shop là mua được rồi. Ngày hôm nay xả nốt cái đầm này từ 14 cân bắt đầu mặc vừa cho đến size tầm 22 cân. Xả nốt cái đầm này 89k. Comment cho em là gì ạ? Comment cho em là đầm 89, tặng đầm 89 đi. Tặng đầm 89 kèm với cân nặng và kèm số cho em, phía sau của nó là khóa giọt lệ nhá. Phía sau của nó là khóa giọt lệ nhá, mặc cực kỳ thích cho em. Dây buộc phía sau này, dây buộc phía sau này đẹp chua, dây đẹp buộc phía sau này ưng ơi là ưng luôn ấy. Đấy, đằng trước này, đằng trước cái cổ của nó là hai lớp này, cổ chất tơ nhá. Và cái chất váy của nó chị ạ, nó có cái chất váy này trong hàng thiết kế các tình ạ. Chỉ có hàng thiết kế người ta mới may cái chất liệu này thôi. Chất của nó siêu đẹp, ra ngoài thị trường hơn 200 một cái đầm này cũng mua. Ngày hôm nay xả nốt cho các tình yêu với giá là 89k. Comment cho em là đầm 89 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Còn ạ, còn mấy cái nữa xả nốt 89 cành nhá. Từ 14 cân bắt đầu mặc vừa, mẹ nào có bé gái tranh thủ này. Từ 14 cân bắt đầu mặc vừa cho đến size tầm 22 cân nhá. Ai chốt tặng đầm comment cho em là tặng đầm 89 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Bộ vàng trước chị con Lâm Dương ạ. Còn 3 bộ xanh này, sót 3 bộ xanh này. Size từ 30 cho đến tầm 40 cân. 30 cho đến tầm 40 cân mặc vừa bộ xanh này. Bộ xanh này tiệt chủng rồi. Còn thế tự nhiên thế nào sót ra đây 3 bộ. Chắc là khách nào không nghe máy bỏ ra đây. Khách nào không nghe máy bỏ ra đây, nó đẹp dã man. Này cái hình phản quang đằng trước này, phản quang ở đằng sau này. Úi dồi ôi, cái bộ này ưng. Còn có 3 bộ duy nhất nhá. Còn có 3 bộ đấy nhá. Bộ này nhận về tay không sướng trả lại ngay cho em. Quần của nó này dây rút này, đẹp dã man. Bộ này xả nốt 99k. Comment cho em là xanh 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Còn 3 bộ xanh, size từ 28 cho đến tầm 40 cân. 28 cho đến tầm 40 cân. Còn 3 bộ xanh thôi. Xả nốt bộ xanh này với giá 99k. Comment trên là xanh 99 nhá. Đấy, cái hình nai của nó đẹp chưa này, phản quang ở đằng sau này. Đấy, phản quang ở đằng trước này. Úi dồi ôi, đẹp dã man bộ này. Shop 3 bộ thôi nhá. Bộ xanh này xả 99k.
chất của nó mát cực kỳ, chất của nó mát rồi rợi. Riêng cái áo không, riêng cái áo rời không để mua, để mua rời đã mặc đã tầm 150 rồi, đã tầm 150 rồi đấy, em nói thật đấy. Đấy, ai chốt bộ xanh comment thêm là xanh nhá. Bộ trắng này còn không mà đưa chị? Không hết à? Còn á? Vừa được chốt, chị phải like đi. Người có biết còn sai gì? Đó lúc kia chỗ mở đây. Đâu? Hết à? Đâu? Ba bộ. Bộ trắng này em còn 3 bộ, bộ trắng này em còn 3 bộ. 30 cân cho đến 4 à, cho à, đâu? 28 cân cho đến size tầm 40 cân mặc vừa bộ trắng này cho em. Thế à? Còn à? Còn 2 bộ nữa à? 28 cân cho đến 40 cân mặc vừa bộ trắng này cho em nhé. 28 cân đến 40 cân mặc vừa bộ trắng này. Nói chung là chất của cái bộ trắng này thì không thể chê vào đâu được. Còn mấy bộ tôi sản nốt 99k. Con mừng cho em là trắng 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Còn mấy bộ trắng sản nốt nhé. Mấy bộ đại này các tình yêu tranh thủ đi, tranh thủ chốt bộ đại cho em đi, vài bữa nữa không còn bộ đại này để săn đâu. Đấy, tranh thủ chốt nốt cho em nhé. Ai lấy trắng con mừng cho em là trắng nhé. Còn mấy bộ trắng này sản nốt 99k. Ai lấy trắng con mừng cho em là trắng này. Trắng này, ui dồi ôi, thể dáng thể thao đẹp lắm. Ai lấy trắng comment cho em là trắng nhá. Ai lấy trắng comment cho em là trắng nhá. Ai lấy trắng comment cho em là trắng này. Còn mấy bộ vàng này nữa cũng xả nốt. 23 cho đến 33 cân mặc vừa bộ vàng này. Bộ màu vàng chanh nhá, vàng chanh nhá. Mặc lên nó siêu tôn da. Mặc lên nó siêu tôn da bộ này cho em. Quần của nó này bất chấp mông to bụng bự đến đâu. Bất chấp 35 cân đi, 35 cân. 23 cho đến 35 cân mặc vừa bộ này. Xả bộ vàng này với giá là 95 cảnh nốt. Ai lấy vàng 95 comment trên là vàng 95 nhá. Ai lấy vàng 95 comment trên là vàng 95. Nóng thế. Anh ơi không bật điều hòa. Thảo nào em thấy nóng thế em cứ bảo là bật điều hòa từ nãy giờ mà thế nào cũng nóng thế. Bộ vàng nhá, vàng chất mát lắm. Chất mê cực kỳ luôn cho em này, có tình yêu này. Sướng lắm. Xả nốt bộ vàng này với giá là 95 cảnh. Ai lấy vàng 95 comment trên là vàng 95 nhá. Vàng 95 kèm cân và kèm số cho em này. Còn 3 bộ màu hồng của mấy gái. Còn 3 bộ màu hồng của mấy gái. Size từ 18 cho đến tầm 22 cân. 18 cho đến tầm 22 cân. Bộ màu hồng này xả nốt cũng 99 cảnh nốt này. Ai lấy hồng comment trên là hồng. Ai lấy hồng comment trên là hồng. Chất siêu mát bộ hồng này của bé gái nhá. Chất siêu mát cho em. Cái hình nai của nó này đẹp lắm. Còn 3 bộ màu hồng thôi. 3 bộ màu hồng thôi. Xả nốt bộ hồng này với giá là bao nhiêu? Xả nốt bộ màu hồng này với giá là 99k. Ai lấy hồng 99 comment trên là hồng 99. Còn 3 bộ màu trắng. Sót 3 bộ màu trắng để em xem còn size gì. Bộ màu trắng này không giống. 2 bộ màu trắng, một bộ to nhất, một bộ bé nhất à. Một bộ 25 và một bộ 35 cân. Úi, cái màu trắng này đẹp chưa? Một bộ 25 và một bộ 35 cân. Đẹp dã man, xinh xỉu cho em. Cái túi quần của nó đẹp chưa này? Cái túi quần của nó này. Ưng cái túi quần này, nhìn đẹp quá. Nhìn đẹp quá. Còn hai bộ, một bộ 25 và một bộ 35 cân. Sản nốt bộ trắng này 95 nhá. Comment trên là trắng 95 nhá. Comment trên bộ này là trắng 95 nhá. Còn hai bộ, một bộ 25 và một bộ 35 cân thôi. Xả trắng ạ, xả trắng 95 cạnh. Ai lấy trắng 95 comment trên là trắng 95. Tặng bộ bé gái đi, mẹ nào lấy bé gái ạ, chốt ngay bộ bé gái này cho em. Quần của nó là quần thô đũi siêu đẹp nhá. Quần của nó là quần thô đũi siêu đẹp cho em nhá. Áo này xinh xỉu luôn bé nhá. Em có mẫu mặc bộ này nhá, các tình yêu có thể quay ra trang nhà em đã, trang nhà em để xem mẫu mặc bộ này nhá, xinh lắm. Em còn mấy bộ tôi xả nốt, size từ 14 cân cho đến size 25 cân. Bình thường em chỉ tặng size nhỏ thôi, chưa bao giờ tặng size to như thế này đâu. Ngày hôm nay tặng một dòng size nhỡ cho các tình yêu từ 14 cho đến 25 cân mặc vừa bộ này. Tặng cho các tình yêu ngày hôm nay nhé, hai bộ với giá là 99k. Con mừng trên là cặp gái 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em nhé. Cặp gái nhé, xả 99 cảnh. Hai bộ gái siêu xinh như thế này xả 99 cảnh. Em có 3 màu, màu trắng, màu vàng và màu đen. Quần của nó tất cả đều là nền quần màu hồng như thế này. Cái màu hồng sen này năm nay siêu hot luôn. Nhà nhà thích mặc màu hồng sen này, người người thích mặc màu hồng sen này. Từ mẹ cho đến bé ấy, năm nay hot cái màu hồng sen này dã man đúng không? Đấy, ngày hôm nay ạ, ngày hôm nay nhá, ngày hôm nay xả cho các tình yêu hai bộ bé gái này với giá là 99k. Comment cho em là cặp gái 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Hai bộ gái nhá, với có giá là 99 cành thôi. Hai bộ gái chất siêu đẹp luôn cho em nhá. Cái chất áo cotton của nó cực kỳ mát cho em và cái quần của nó lên form lên dáng cực kỳ đẹp.
Đấy, ngày hôm nay mẹ nào có bé gái thì tranh thủ chốt bộ bé gái này cho em này. Hai bộ bé gái này xả cho tình yêu với giá là 99 cành thôi. Comment trên là cặp gái 99 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Hai bộ gái mới có giá 99k thôi. Đấy, chất của bộ gái này đẹp lắm. Chất của nó mê cực kỳ luôn. Đấy, ai chốt bộ gái này thì tranh thủ chốt ngay cho em này. Tranh thủ chốt ngay bộ gái này cho em này. Chất mát ơi là mát cho em nhá. Hai bộ gái xả 99 cành. Ai lấy cặp gái comment trên là cặp gái 99 kèm cân nặng và kèm số. Cặp gái chốt chị Bích Phượng cần là bộ trắng chốt Lê Nguyễn Kim Chi ạ. Nóng quá. Tặng bộ mát lạnh cho các tình yêu. Tại sao gọi là bộ mát lạnh? Vì chất của nó mát, chất của nó mát rượi rượi luôn ấy, sờ sướng cực kỳ này các tình yêu này. Từ 18 cân cho đến 30 cân mặc vừa nhá, cặp mát lạnh này cái tình yêu này. Cái chất của nó là cái chất thông hơi nhá. Thông hơi mát rượi rượi luôn, cái lỗ thông hơi của nó mà li ta li ti ấy, mặc sướng cực kỳ luôn cho em bộ này. Bộ này kiểu gì cũng sướng, mặc đi đâu cũng đẹp, mặc ở nhà cũng mát. Đối với các dòng ạ, ví dụ như đi chơi chúng ta cần vài bộ thôi. Thế nhưng mà đối với dòng ở nhà chúng ta càng nhiều càng ít đúng không? Con nhà em thế, nhiều khi ấy, nhà thì nhà bán quần áo thật đấy, nhưng mà nhiều khi nửa đêm đi tìm nó chớ ra hoặc nó làm ướt quần áo ấy. Nhiều khi tìm quần áo cho con mặc cũng không tìm thấy và chả biết đi đâu. Ngày hôm nay tặng cho tình yêu bộ này nhá. Cặp này comment trên là cặp mát lạnh. Ngày hôm nay tặng luôn hai bộ mát lạnh để cho các tình yêu với giá là 135 cành. Comment cho em là cặp mát lạnh 135 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. Hai bộ mát lạnh mới có giá là 135 cành thôi. Hai bộ mát lạnh nhá. Hai bộ mát lạnh mát rượi rượi như thế này. Đấy mới có giá là 135 cành. Size từ 18 cho đến size tầm 30 cân mặc vừa cho em, nó mát rượi rượi luôn, sướng dã man. Đấy, sướng dã man nhá. Và hai bộ mát lạnh này mới giá là 135 cành. Còn một chiếc là cặp mát lạnh 135 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. Chị Kha Nguyễn có đồng ý là đơn này bắt buộc phải cọc không? Nếu mà đồng ý cọc thì là bên mới gửi, chứ còn nếu không cọc là bên cũng không chốt đâu. Tại vì bên tránh trường hợp là chốt nhiều xong lúc đổ ra như thế lắm. Đấy, hai bộ mát lạnh này ngày hôm nay xả tình yêu là 135 cành. Con mừng trên là cặp mát lạnh 135 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Ngày hôm nay tặng nốt thì yêu nốt cặp hãng nhé. Cặp hãng này nó thật là tuyệt chủng rồi, không còn nữa, còn mấy bộ thôi. Nhìn cái form dáng thôi đã thấy nó đẹp rồi. Ngày hôm nay size còn từ 10 cho đến tầm 20 cân mặc vừa cho em cặp hãng này. Xả nốt cặp hãng cho tình yêu với giá là 125 cành. Con mừng trên là cặp hãng 125 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Vì còn mấy bộ thôi nên xả nốt nhá. Vì còn mấy bộ nên xả nốt 125 cành. Đấy, ai lấy cặp hãng comment trên là cặp hãng nhá. Cặp hãng nhá, xả nốt 125 cành. Hai bộ hãng này, 125 cành hai bộ hãng nhá. Cặp hãng 125 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Chất của nó mê mệt, chất của nó sướng dã man. Mấy bộ hãng này xả nốt 125 cành. Đấy, nói thật là đối với những cái dòng chất này em không cần phải quảng cáo như là dơ lên những cái form dáng quần, những cái form dáng áo của nó thôi là các tình yêu đã ưng rồi. Em không cần em phải quảng cáo nhiều bộ này. Cặp hãng nhá, cặp hãng xả nốt 125 cành. Cặp hãng 125 kèm với cân nặng và kèm số cho em đi. Mát lạnh cho chị Khang Nguyễn. Cặp hãng nhá. Mát lắm ấy, mát lắm ấy, mê cực kỳ luôn cho em. Đấy, ai chốt cặp hãng này thì comment trên là cặp hãng 125 10 cho đến 20 cân xả nốt ạ, xả nốt 125 cành. Đây bộ xám này đi. Bộ xám này tình yêu nào không chốt được thì tiếc này. Bộ xám này tình yêu nào không chốt được thì tiếc này, quần của nó này. Bất chấp mông to bụng bự đến đâu mặc thoải mái cho em nhá. Bất chấp mông to bụng bự đến đâu này. Rồi áo của nó này, áo của nó đây. Áo của nó đây các tình yêu. Áo của nó đây mê chua, áo của nó đây mê chua. Đấy, áo đẹp chua, đẹp dã man áo nha. Áo của nó là chất thông hơi. Thông hơi mát rượi rượi như thế này nhá. Size từ 23 cân bắt đầu mặc vừa. Size từ 23 cân cho đến 40 cân mặc vừa bộ này cho em. Tặng nốt bộ này cho các tình yêu còn giá 95. Comment cho em là xám 95 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Riêng bộ này cái áo rời chất thông hơi mát như thế này nhá. Đấy, để các tình yêu vào shop mua tầm 180 cành một cái áo để được cái chất mát thế này, các tình yêu vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Thế nhưng ngày hôm nay cả set tôi xả nốt 95k. Comment cho em bộ này là gì ạ? Comment cho em bộ này là xám 95 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Xả bộ xám này nốt cho các tình yêu còn giá là 95 cành. Ai lấy xám 95 comment cho em là xám 95 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Em còn mấy bộ đen hàn nữa, size từ 20 cân. Size từ 20 cân cho đến size tầm 25 cân mặc vừa cho em mấy bộ đen dáng hàn đẹp nhá. Mấy bộ đen dáng hàn siêu đẹp cho em này. Mấy bộ đen dáng hàn siêu đẹp cho em này, cái áo này. Cái áo này đẹp dã man cho em luôn, cái áo này, cái quần này.
bộ này bộ dáng Hàn này mặc lên ăn chơi lắm, còn có mấy bộ thôi, size từ 20 cho đến size tầm 25 cân mặc vừa. Bộ đen dáng Hàn này em nay xả nốt cho các tình yêu còn với giá là 90k nhá. Comment trên là đen 90 kèm cân nặng và kèm số trên. Xả nốt bộ đen này cho các tình yêu còn với giá là 90 cành. Ai lấy đen 90 comment trên là đen 90 kèm cân và kèm số nhá. Đen 90 kèm cân và kèm số cho em này. Cho mình xem bộ sau lưng bé trai. Bộ sau lưng bé trai mẫu nào? Bộ xanh sau lưng. Như là bộ đấy ạ. Bộ xanh này phải không? Vâng. Bộ xanh này em có size từ 28 cân cho đến 48 cân, thậm chí là 50 cân mặc bộ xanh này trên. Chất của nó phải gọi là trên cả tuyệt vời nhá, trên cả tuyệt vời. Chất của nó sướng dã man, ngày hôm nay xả có 145 cành thôi. Đấy, cái tình yêu lấy bộ xanh này thì comment cho em là xanh chữ 145 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. 145 cành bộ xanh, chất siêu mát, siêu mê, siêu sướng. Bộ này em đã phải nói với tình yêu là chất trên cả tuyệt vời là các tình yêu biết rồi đấy. Còn hai bộ cánh đen. Còn hai bộ cánh đen 25 cân cho đến 30 cân mặc vừa. 25 cho đến 30 cân mặc vừa trên bộ cánh đen thì còn hai bộ thôi. Xả nốt bộ cánh đen này 95k. Ai lấy cánh đen comment trên là cánh đen nhá. Cái bộ áo màu đen xong rồi cái họa tiết của nó màu vàng lên nổi lắm. Mà mặc lên nhìn nó hoàng gia cực kỳ. Còn hai bộ thôi nhá. Còn hai bộ thôi, xả nốt cho các tình yêu với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 95 cành. Comment cho em là cánh đen 95 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Xả bộ này 95k. Ai lấy cánh đen 95 comment cho em là cánh đen 95 kèm cân và kèm số cho em nhá. Còn ba bộ xám của bé gái, còn ba bộ xám của bé gái quần này. Của nó mê chưa? Quần của nó là quần legging ôm nhá. Quần của nó là quần legging ôm nhá. Cánh đen không có 19 cân chị. Cánh đen em còn một bộ 25 và một bộ 30. Còn ba bộ của bé gái, còn ba bộ bé gái màu xám nhá. Quần là quần legging. Đấy, đối với cái hiệu quần đùi nhiều khi mặc cho bé đi đâu nhiều khi nó không có tiện lắm ấy thì chúng ta chốt qua bộ này ạ, quần ngố legging ôm sát đẹp như thế này cho em. Còn ba bộ thôi, size từ 20 cho đến 30 cân. Xả nốt bộ này nhá. 99k. Comment trên là xám 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Bộ này là của bé gái nhá. Còn ba bộ xả nốt 99k một bộ. Comment trên là xám nhá. Bộ hàng này đẹp này, bộ hàng này đẹp này. Các tình yêu vào trang nhà em xem mẫu bé mặc bộ này đi, xinh cung xỉu luôn. Nhìn lại nhìn là muốn rụng trứng. Đấy, đẹp dã man bộ này. Bộ này còn mấy bộ nhá? Bộ này còn mấy bộ nhá? Size bắt đầu từ 17 cân cho đến size tầm 24 cân mặc bộ vừa, bộ nâu tây dáng Hàn này. Cái màu nâu tây này nó là cái màu quốc dân. Trắng mặc được, đen mặc được, trai mặc được, gái mặc được, đẹp dã man bộ này. Và cái dáng Hàn của nó, dáng thể thao, dáng Hàn của nó này này. Đấy, mẹ nào cũng thích, bé nào cũng thích, cưng lắm. Còn mấy bộ xả nốt 79k. Comment bộ này cho em là nâu 79 kèm cân nặng và kèm số cho em. Nâu 79 nhá, xả 79k thôi. Nâu 79 kèm cân nặng và kèm số cho em. Xem còn bộ gì em xả rẻ nốt nè. Cái shop của bộ trắng này xem size gì nhá. Còn một bộ trắng này size tầm 20 cân. Size tầm 20 cân bộ trắng này. Xả nốt bộ sáng trắng này 85k nhá. Ai lấy trắng 85 comment trên là trắng 85. Còn một bộ 20 cân xả nốt 85 cành. Xả nốt 85 cành. Xem còn bộ gì xả được xả nào. Bộ cam này đi. Bộ cam này đi. Bộ cam này mẫu của nhà em là bé trai mặc nhá. Mẫu của nhà em bộ này là bé trai mặc, thế nhưng mà bé gái mặc bộ này vẫn xinh. Được không? Bé gái mặc bộ này vẫn xinh. Size từ 28 cân, 27, 28 cân cho đến size 48 cân mặc vừa bộ này. Xả cho các tình yêu bộ cam này còn với mức giá là $99k. Comment trên là cam 99 kèm cân và kèm số cho em. Cam 99 nhá, kèm cân và kèm số cho em. Ok, còn quần jean em lên lại với tình yêu xem nha. Trắng rất cuốn thối ạ. Rồi. Thôi. Đây, còn quần bò đây. Em like lại quần bò cho các tình yêu vào sau chưa chốt được nhá. Đấy, em like lại quần bò cho các tình yêu vào sau chưa chốt được quần bò nhá. Đây, tặng quần bò này cho các tình yêu này. Tặng quần bò này cho các tình yêu này.
đừng để là rằng ạ, đừng để nhá, ngày mai các bé đi vào năm học mới rồi thì bắt đầu mới đi mua quần bò. Lúc đấy á, lúc đấy mua nó vừa đắt mà chất của nó lại không được đẹp. Đấy, chất của nó lúc đấy không được đẹp. Người ta may vội đường kim mũi chỉ của nó sẽ không thể là lụt được, đúng không? Ngày hôm nay tặng quần bò này cho các tình yêu này. Ngày hôm nay tặng quần bò này cho các tình yêu nhá. Còn ạ, ngày hôm nay em có size từ 20 cân cho đến size 38 cân mặc vừa. Ngày hôm nay tặng quần bò này cho các tình yêu còn với giá là 99 cành một cái quần. Chắc chắn là ở đây đã có tình yêu ạ, đã mua được quần bò ngố với nhà em và quần bò khói ngố với nhà em rồi, đúng không? Không nói được ấy. Chất của nó đẹp như thế nào thì chất của cái quần bò khói dài này nó đẹp y như thế và nó còn đẹp hơn như thế. Chất của nó thì siêu sướng, cái độ co giãn, cái độ nảy của nó thì như cao su non, sướng cực kỳ cho em luôn. Chị bị sao? Không biết được. Mày thấy sao? Không, em bảo là chị bị sao, bảo không nói được ấy. Không biết là tự nhiên nó nghẹn vào cổ họng không nói được. Ngày hôm nay xả quần bò cho các tình yêu còn với mức giá là 99 canh mỗi quần bò, 99 canh mỗi quần bò như thế này. Xinh dã man nhá. Comment cho em là gì ạ? Comment cho em là bò khói 99 kèm với cân nặng của bé nhà mình và kèm số cho em. Bò khói nhá, ngày hôm nay xả cho tình yêu còn giá là 99k thôi. Chất của nó thì siêu mê, cái độ co giãn, cái độ nảy của nó thì như cao su non, sướng cực kỳ cho em đối với quần jean này. Đấy, comment cho em là bò khói 99 kèm cân nặng và kèm số cho em. Bò khói ngày hôm nay xả cho tình yêu còn giá là 99k thôi. Chất của nó siêu mê, chất của nó siêu sướng luôn cho em nhá. Bò khói ngày hôm nay xả 99 kèm. Comment cho em là bò khói 99 kèm cân và kèm số cho em. Đây, bò ngố thì em còn ít. Bò ngố thì sợ là em còn ít. Bò ngố em còn dưới 20 cân thôi. Đấy, bò ngố em chỉ còn 20 cân quay đầu thôi. Ngày hôm nay bò ngố này em tặng nhá. Tặng cho các tình yêu là còn 75 cành một cái bò ngố. Các tình yêu comment cho em là bò ngố 75 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Còn mấy cái bò ngố xả nốt nhá. Đấy, tất cả quần bò ngố bên em đều là quần bò ngố thật. Bò thật nhá các tình yêu nhá. Và cái túi của nó, đây là túi hộp này. Đấy, túi hộp để đẹp dã man. Còn mấy cái ạ, còn mấy cái size dưới 20 cân xả nốt bò ngố với giá 75 cành. Con mầm tre là bò ngố 75 kèm với cân nặng và kèm số trên. Xả bò ngố cho các tình yêu với còn giá là 75 cành thôi. Đấy, ai chốt bò ngố thì con mầm tre là bò ngố 75 kèm với cân nặng và kèm số nhá. Mấy cái xả nốt, đấy, mấy cái xả nốt, mấy cái xả nốt cho các tình yêu còn với giá là 75 cành thôi. Ai lấy bò ngố 75 thì comment bò ngố 75 nhá. Bò ngố thì em nói thật bây giờ là chắc chắn là không còn 35 cân nữa rồi Khánh Linh. Chắc chắn không còn 35 cân nữa rồi. Chất của nó lê tê mê luôn đấy. Ai chốt bò ngố comment ngay trên là bò ngố này. Còn mấy cái tặng nốt xả rẻ nốt ấy, xả rẻ nốt ấy. 75 cành một cái. Bình thường tới thật là cầm 75 cành ra ngoài thị trường mua được một cái quần chip đẹp thôi. Đấy, ngày hôm nay 75 cành mua được cả cái quần bò ngố đẹp như này cho bé đi học cho sướng này. Đấy, ai chốt bò ngố comment trên là bò ngố nhá. Còn mấy bộ của bé gái nó tặng nốt, em còn mấy bộ của bé gái siêu xinh thì tặng nốt chất cốt tông nhá. Chất cốt tông nhá, đẹp lắm ấy. Đẹp lắm ấy các tình yêu. Còn mấy bộ cốt tông này của con bé gái size từ 7 cân bắt đầu mặc vừa cho đến size tầm 17 cân. Tặng nốt 3 bộ bé gái này ngày hôm nay với giá là 100 cành. Comment trên là 3 bộ gái 100 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Còn ngày hôm nay xả nốt 3 bộ này với giá là 100 cành thôi. Chất của nó siêu sướng luôn. Chất của nó siêu sướng, em không có nhá chị Khánh Linh. Đấy, siêu sướng luôn. Đấy, mẹ nào có bé gái ngày hôm nay tranh thủ này. Tất cả những cái bộ bé gái này không bộ nào bán dưới 85 cành cả. Không bộ nào là dưới 85 cành cả. Ngày hôm nay cho vào combo xả hết cho các tình yêu còn với giá là 100 cành 3 bộ. Comment trên là 3 bộ 100 kèm với cân nặng và kèm số cho em nhá. 3 bộ 100 kèm với cân nặng và kèm số cho em. 3 bộ bé gái chất siêu mát, chất siêu sướng như thế này. Có những bộ 85, có bộ 95, có bộ tận 119 cành cơ. Đều cho vào combo ngày hôm nay xả hết đây, những cái bộ cánh tiên siêu xinh này nhá. Cho vào combo xả hết cho các tình yêu còn với giá là 100 cành 3 bộ. Comment trên là 3 bộ gái 100 kèm với cân nặng và kèm số cho em nhá. 3 bộ bé gái xả nốt 100 cành. Bò ngố chất lê Đức ạ. Mẹ nào có bé gái đừng bỏ qua bộ này nhá. Mẹ nào có bé gái đừng bỏ qua về bộ này nhá. Quần legging ôm sát cho em này. Đấy, áo của nó này, hình là hình con mèo cực kỳ dễ thương này. Đấy, ngày hôm nay còn size, có size từ 25 cân cho đến size tầm 38 cân mặc vừa set xanh này. Cả bộ xanh này nhá, xả nốt 89k. Comment cho em là xanh 89 kèm với cân nặng và kèm số cho em. Xanh 89 nhá, kèm với cân nặng và kèm số cho em. Còn nốt ạ, còn nốt chắc còn một di xanh thôi. Gì ấy? Em gửi hàng cho em đi, xong một lát lại em nhận rồi mà 4 ký. Nhá.
còn một di thôi, bé gái xinh dã man cho em nhá. Đấy, còn mấy bộ này xả nốt 89k. Con mừng trên là xanh 89, xanh này của bé gái nhá, quần legging của bé gái nhá. Xanh 89 kèm cân nặng và kèm số cho em. Hai chút xanh con mừng trên là xanh. Ba bộ bé gái cho chị Lan Nguyễn Kim Chi ạ, bộ chữ xanh có 30 cân nhé chị Mỹ Hạnh. Chị ơi, chiếc xanh này chị vừa lai từ bao nhiêu cân á? 25. 25 đến bao nhiêu? Đến tầm 38. Thế hôm qua em bỏ cân nặng ở TikTok sai rồi. Lên bao nhiêu? Em bỏ 20 đến 35 thì em không biết được bao nhiêu. Tí chị sửa cho 20 rộng. Xanh chất Thanh Dung Trương. Em mua chỗ gì cho em đấy? Sao mua TH cho em? Có anh nhìn thấy lạ lạ thì anh mua thì có. Còn mấy bộ chữ đen này nữa nhá. Còn mấy bộ chữ đen này nữa, chất siêu mát, chất siêu sướng cho em. Còn có 3 bộ thôi, còn 3 bộ. Một bộ ba lạ, một bộ trên ba đâu, còn size từ 23 cân. 23 cân cho đến 35 cân mặc vừa. Bộ đen này sản ốp, bộ đen này 89k. Con mừng trên là đen 89 nhá, chất đẹp lắm. Đen 89 kèm cân và kèm số cho em nhá. Đen 89 kèm cân và kèm số cho em. Còn 3 bộ đen, 4 bộ đen sản ốp nhá, sản ốp 89k. Ai lấy đen 89 con mừng trên là đen 89. 35. Còn mấy bộ gấu màu xanh ngọc này. Em còn mấy bộ gấu màu xanh ngọc nhé. Chất mát ơi là mát, mê ơi là mê cho em. Bộ này size từ 28 cân cho đến size tầm 40 cân. 28 cân cho đến tầm 40 cân mặc vừa cho em bộ này. Bộ này trai gái đều mặc được bộ này nhá. Con mừng cho em bộ này là xanh ngọc. Xanh ngọc này xả được tình yêu còn giá là 99k. Con mừng cho em là xanh ngọc 99 kèm cân và kèm số cho em. Xanh ngọc 99 nhá, kèm cân và kèm số cho em. Cần mấy bộ xanh ngọc xả nốt 99k. Ai lấy xanh ngọc con mừng trên là xanh ngọc 99 kèm cân và kèm số. Hả? Em còn 4 bộ đỏ. Còn 4 bộ đỏ xem còn size gì nào, từ 7 cho đến tầm 13 cân. 7 cho đến tầm 13 cân, bé nha, mặc bộ này xinh xỉu luôn ấy. Xinh xỉu luôn ấy, cái quần này, cái áo dáng thể thao của nó này đẹp lắm. Còn có 3 bộ thôi, 7 cho đến tầm 13 cân mặc vừa cho em bộ này. Con mừng cho em bộ đỏ này xả lốt 79k. Con mừng cho em là đỏ 79 kèm cân và kèm số cho em nhé, 79 cành thôi. Ai lấy đỏ 79 con mừng cho em là đỏ 79. Còn 3 bộ đỏ xả lốt này. Còn 3 bộ đỏ xả lốt này. Em còn mấy bộ xanh cũng xả nốt 79k này. Còn lấy bộ xanh cũng xả nốt 79k này. Size từ 7 cân cho đến size tầm 13 cân nhé. Còn lấy bộ xanh cũng xả nốt. Sao đây? Luôn chút sáng nào mà không ăn gì là đến lúc đói không nói được. Còn mấy bộ nâu tây nhá, em còn mấy bộ nâu tây nhá, chất siêu sướng luôn ấy. Chất siêu sướng luôn, mấy bộ nâu tây này còn mấy bộ thôi. Còn mấy bộ thôi xả nốt nhá. Hả? Bao cân? 35 đến 40 cân. Bộ này xinh lắm này. Bộ này xinh lắm này. Bộ này nhá, bộ này là bộ nâu tây nhá, bộ này là bộ nâu tây nhá. 25 đến 40 cân. Nâu tây nhá. Nâu tây này thì trai gái mặc được, cái màu nâu tây là màu quốc dân mà, trai gái đều mặc được bộ nâu tây này. Xả nốt bộ nâu tây này cho các tình yêu còn với giá là bao nhiêu ạ? Còn với giá bộ nâu tây này là 99k. Size từ 25 cân cho đến size tầm 40 cân nhá. Nâu tây đẹp lắm, xả nốt 99k. Ai lấy nâu tây 99 thì con mình sẽ là nâu tây 99 kèm với cân và kèm số trên. Đây có mấy bộ trắng này em xả thanh lý cho các tình yêu này. Đấy toàn hạ hơn 200 cành bộ này. Xả nốt nhé. 25 cân
cho đến 40 cân à? 25 đến 40 cân đúng không? 25 cân cho đến 40 cân mặc vừa bộ này cho em. Còn mấy bộ trắng này, xả này, thanh lý 70 cành. Thanh lý 70 cành bộ trắng này. Con mượn trên là trắng ạ, trắng ạ, trắng 70 kèm cân và kèm số cho em. Hình con gấu Vyrix ở dưới nhá, là hình nhá, là không phải hình in đâu, hình thật đấy. Hình con gấu có lông thật đấy, con mượn trên nhá. Bộ này xả nốt ạ, 70 cành. Ai lấy bộ trắng 70, con mượn trên là trắng 70 nhá. Trắng 70 kèm cân và kèm số cho em. Em la một lúc nữa thì em nghỉ rồi nhá. Các tình yêu muốn lên cân nặng nào, muốn lên ạ, size bao nhiêu thì các tình yêu chủ động comment cho em nhá. Các tình yêu chủ động comment nhá. Ai lấy trắng 70 thì con mình trên là trắng 70. Còn mấy bộ gấu màu đá này. Size từ 28 cân cho đến size tầm 50 cân, 48 cân mặc vừa bộ gấu đá này. Gấu đá này cũng xả nốt cho các tình yêu còn với giá là bao nhiêu ạ? Gấu đá này cũng xả nốt cho các tình yêu còn với giá là 99k nhá. Con mình trên là gấu ạ, gấu đá nhá. Lên bộ xanh nõn chuối phía sau, bộ đấy hiện tại là quần của nó là quần kaki đấy, đang sale là 185k. Size bắt đầu tầm từ 25 cho đến tận 35 cân nhá. Đấy, có một gì duy nhất không? Đó. Nâu chốt Mỹ Hạnh là trắng, chốt chị Vi Tu. Ai chốt bộ đá, con mình trên là đá nhá. Còn mấy bộ vàng này nữa chất siêu sinh luôn. Bộ vàng này size từ 18 cho đến 28 cân. Đấy, tặng bộ vàng này cho các tình yêu còn 89k. Con mừng trên là vàng 89 kèm với cân nặng và kèm số trên nhá. Vàng 89 kèm cân nặng và kèm số trên. Ai chốt vàng, con mừng trên là vàng 89 này. Còn mấy bộ cam nữa, bộ cam này thì bé trai bé gái đều mặc được, mẫu nhà em mặc là bé trai đấy. Thế nhưng mà thật sự là bộ này ngay hình của con gấu Vyrix này, này thì bé trai bé gái mặc đều xinh. Size từ 28 cho đến 48 cân, tặng bộ cam này với giá 99k. Ai lấy cam 99, con mừng trên là cam 99. Trên bộ đen bông hoa phía trên, con mình rõ cho em để em lên cho tình yêu nhá. Bộ đen này em có size từ 23 cho đến tầm 33 cân mặc vừa bộ đen này. Xả nốt bộ đen này với giá 89k nhá. Con mình trên là đen 89 kèm với cân nặng và kèm số trên. 23 cho đến 33 cân mặc vừa, đen 89 kèm cân nặng và kèm số nhá. Còn mấy bộ đen ấy, xả nốt 89k. Ai lấy đen 89 thì con mình trên là đen 89 nhá. Bộ đen đáp hàng thương hiệu đẹp lắm. Ai lấy đen 89 đen. Con mình đen 89 hả? Trang chị à, trắng chị Bi Tu được chốt rồi ạ, đen dưới á. Đen dưới như là hết rồi đúng không? Hết rồi. Đen dưới còn có 2 bộ à? 2 3 bộ gì đấy, size chắc tầm 15 cân quay đầu. 15 cân quay đầu, xả nốt 139, hàng xịn đấy. Hàng đẹp đấy, đây. Ở đây của nó có đá đấy, đẹp lắm. Xả nốt 139 nhá. Bộ xanh chuối đấy không có 20 cân, Nguyễn Hợp, 20 cân thì thật sự là hơi rộng. Giống như con nhà em mặc chung với quần bò, đấy là cái áo size 20 cân ấy. Nói chung là tầm 23 cân thì mặc đẹp hơn, đấy. Đen cho chị Lê Kim Chi. Còn mấy cái đầm thôi, đầm nhá, cổ của nó hai lớp nhá, đẹp dã man trên cái đầm này. Đầm này tầm hơn 200 vẫn mua ok đúng không? Hơn 200 cái đầm này vẫn mua ok. Ngày hôm nay còn mấy cái xả nốt này, 89k, size từ 14 cho đến tầm 23, 24 cân. 23 cân mặc vừa cho em đầm nhá, đầm ngày hôm nay xả nốt 89k. Ai lấy đầm 89 comment trên là đầm 89 kèm cân và kèm số cho em nhá. Xem còn bộ gì xả nốt nào.
Còn hai bộ nhá, size tầm 17 18 cân mặc vừa cho em hai bộ. 100% chất cotton siêu mát, một bộ màu xám đá, một bộ màu xanh. Shop đúng hai bộ này thôi xả nốt ạ. Em định xả 90 cành một bộ đấy. Thế nhưng thôi còn hai bộ thôi xả nốt ạ, 150 hai bộ này. Comment cho em là hai bộ 150 nhá, size 17 18 cân mặc vừa. Ai lấy hai bộ 150 comment cho em là hai bộ 150. Còn mấy bộ vàng này là của bé gái này. Còn mấy bộ vàng này là của bé gái nhá. Size từ 17 cân cho đến tầm 25 cân. 17 cho đến tầm 25 cân mặc vừa cho em bộ vàng này. Còn mấy bộ xả nốt này, 99k nốt bộ vàng của bé gái nhá. Chất xinh lắm, chất của nó đẹp lắm. Đằng sau có hình con thỏ này, xinh ơi là xinh. Xả nốt 99k. Ai lấy bộ vàng comment trên là vàng nhá. Ai lấy bộ vàng comment trên là bộ vàng nhá. Ai lấy bộ vàng comment trên là vàng nhá. Vàng còn mấy bộ xả nốt 99k. Ai lấy vàng comment trên là vàng này. Mấy bộ NI màu xanh gì, xanh ngọc. Mấy bộ NI màu xanh ngọc nhé. Còn 3-4 bộ thôi, xả nốt bộ này 99k. Size từ 28 cho đến 48 cân mặc vừa nhé, xả nốt 99. Ai lấy NI comment trên là NI xanh xả 99 nhé. Qua mẫu này em nghỉ nhé, tình yêu tự nhiên ạ, nghẹn lên khó nói quá. Các tình yêu chốt đủ đơn rồi thì để ý điện thoại bên gọi điện chốt đơn nhé. Còn nếu chưa chốt đủ đơn thì tí nữa chị Thúy vào like các tình yêu chốt thêm nhé.